Baby Clinic and Spa, một trong những spa đầu tiên ở Việt Nam đáp ứng được tiêu chuẩn 5 sao đẳng cấp, mang tới cho phụ nữ Việt Nam công nghệ làm đẹp và thư giãn hàng đầu của châu Âu. Đây là một địa điểm làm đẹp khác biệt hơn rất nhiều spa khác trên thị trường, về với hơi hướng thiết kế sang trọng đẳng cấp châu Âu. Với không gian sân vườn và được trồng nhiều loại hoa hồng mang đặc trưng của xứ lạnh Đà Lạt, bạn sẽ như lạc vào một không gian thư giãn. Trong không gian ấy cũng giúp mỗi người như được sống trong thế giới cổ tích của riêng mình, quên đi sự bon chen nơi cuộc sống thực tại. Không gian bên trong được thiết kế cực kỳ tinh tế, sang trọng, thỏa mãn mọi giác quan. PB Clinic and Spa là điển hình hoàn hảo của một không gian spa thư giãn thanh lịch và phong cách. Điểm xuyết trong tổng thể châu Âu hiện đại, một cách duyên dáng là những góc nhỏ nền nã hoa cỏ thảo mộc, mang lại hơi thở phương đông ấm cúng. Các khách hàng khi đến với Hibi có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Đến với Hibi Clinic and Spa, khách hàng sẽ được các bác sĩ cùng đội ngũ nhân viên đào tạo chuyên sâu bởi các cơ sở uy tín hàng đầu trực tiếp chăm sóc. Đặc biệt, giảm béo một lần duy nhất bằng công nghệ hàng đầu châu Âu có lẽ sẽ làm các chị em thấy yêu thích nhất. Ngoài ra, khách hàng sẽ được trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp tuyệt vời khác kết hợp với các máy móc nhập khẩu trực tiếp tại các nước Âu Mỹ, được FDA kiểm nghiệm và chứng nhận về tính năng an toàn, hiệu quả làm đẹp lâu dài cho hàng nghìn phụ nữ trên thế giới. Để nâng cao hơn nữa dịch vụ của mình, Hibi Clinic and Spa đã ký kết với đối tác Tây Ban Nha vào ngày 4 tháng 5 vừa qua để nhập công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới, giúp các chị em đạt được nhiều hiệu quả hơn trong việc hỗ trợ giảm cân. Supercountry Lipo is a medical technology that has been developed using years of research by Spanish scientists, which since its birth has resonated in the medical community. Supercountry Lipo is a natural essence using fruits, bile salts, soybeans and L-carnitine. Using these techniques we can disperse fat and get rid of it eventually. I'm happy today to pass over this medical technology from Spain to Vietnam. Tại lễ chuyển giao, đại diện của đối tác Tây Ban Nha đã cập nhật những kiến thức mới nhất về giải phẫu chuyên sâu và phương pháp hủy mỡ mới nhất để dễ dàng hóa lỏng và ly giải chúng. Với công nghệ mới, các chị em có thể giảm tới 25cm trong một tuần đầu tiên sử dụng và giúp da săn chắc hơn. Mình rất hài lòng về công nghệ Super Country Report một lần duy nhất này, bởi vì với cái tình trạng là một bà mẹ bỉm sữa và hay bận bịu công việc như mình thì không có nhiều thời gian để đi chăm sóc bản thân. Thì với cái công nghệ này thì các bạn chỉ cần điều trị một lần duy nhất và hoàn toàn hiệu quả, không đau, không sưng, không tác dụng phụ, và thực sự là mình cảm thấy rất là hài lòng. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyệt Cầm. Hiện tại mình đang ở 171 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mình là giáo viên dạy tiếng Hàn. Thì trước đây công việc của mình rất là bận rộn, không có thời gian tập thể dục. Thì mình cũng đã uống thuốc giảm cân, sau một thời gian tìm hiểu mình cũng đã biết đến Hibi Clinic and Spa, và mình cũng đã tham khảo cái phương pháp giảm béo một lần duy nhất Super Country Report. Cái phương pháp này khiến cơ thể của mình cảm thấy tự tin và đi ra ngoài, mình đi biển có thể mặc bikini, và mình cảm thấy rất là tuyệt vời và cảm ơn Hibi Clinic and Spa đã cho mình một cơ thể rất là đẹp và mình rất hài lòng. Và bây giờ mình muốn chia sẻ với các bạn mà mình cũng muốn rất nhiều người biết đến Hibi và cùng nhau đến trải nghiệm cái phương pháp giảm béo. Hibi Clinic and Spa, nơi đánh thức sự quyến rũ.